đến giờ dậy rồi. Các bạn ơi, phải đeo con này chứ. À đâu, tí đến mua con này nhá. À đây, đây là ông già quàng khăn đỏ. Ông bán hàng để nuôi gấu ạ. À. Đấy, ông bán nhiều đồ quá. Các đồ của ông có cái gì à? Đến đồ hàng ăn xem ông bán những cái gì để mua nào. Nào, ông giới thiệu qua, ông giới thiệu qua hàng ăn đã nào. Giới thiệu đã chứ. Giới thiệu đi. Để ông giới thiệu hàng nào. Cái này đó chính là bim bim, còn đây tất cả là bánh kẹo. À, tôi đi lộp lộp à? Có thẻ không? Không. Phải khi ông bán hàng ông đã ăn không? Đây, đây là bim bim đây, gạo mút đây. Hai mình mua bim bim, chuyển qua mua bim bim gạo mút đi. Quý vị có thể ăn thử. Ăn thử miếng xem coi. Nào, bác Thảo phát biểu cảm tưởng khi ăn bim bim nào. Có ngon không? Ngon. Có vị rong biển với cả có vị mật ong. Ngon. Và khoái rẻ của ngon như là đường rong biển ấy. Thế bây giờ đến món gì nữa nào? Món bánh, bánh này là bánh gì đấy hả ông già ơi? Đây chính là bánh bánh gừng. À. Ăn thử. Ông già có kem gì đây? Ông già có kem gì đây? Có kem. Kem loại nhỏ ạ. Kem loại nhỏ có ngon không? Có. À đây là kem đồ chơi. Là đồ chơi hàng kem. Tao xem nào, xem có những kem gì à. Cho các bạn xem mới nào. Kem. Đây là kem vị dâu. Rồi cả mút vị dâu nữa. Rồi đây là kem sầu riêng. Ông Hà trông 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 ốm yếu quá. Ông bị bệnh. Thế các cháu mua cho ông đi để ông lấy tiền mua thuốc nha. Mấy cả là ông nuôi thú bông nha. Đây nhà ông rất là nhiều thú bông. Con kỳ này ăn hết nhiều cơm lắm. Ông lấy hết cơm cho mấy bạn bông rồi. Ông tặng ăn cho
Thảo mua gì cho ông già nào? Đấy, nhiều đồ chưa? Mua kem à? Mua 3 cây. Đấy, nhiều đồ quá. Xem là trong Tony đồ cổ có gì nào, xem có bim bim này nha. Cái này là cái này thế. Đó, ông mở ra. Ông mở ra cho mọi người. Dạ, lấy cái màu. Bao nhiêu tiền một gói này đây? Đấy. Kiểu cái màu gì đấy? Kiểu là chơi. Nó chơi màu gì? Màu tím các bạn ạ. Màu tím à? Thôi rồi, mua đồ gì xong rồi đi về xong rồi nghỉ ngơi xong tí lại ra mua đồ nha. Đây, mua kẹo mút. Mua bim bim. Bạn Thảo đang tháo túi nhà bóng đúng không?